mục tiêu của ổng là chồng của bà Hồng nè. Ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Anh cần tình, em cần tiền. Khi nào nó có nhà lầu xe hơi đi rồi hãy về nói chuyện với tôi. Ông có thể cho tôi mượn 10 triệu được không? Trên ngực chồng tao có một dấu răng. Chồng mày ngoại tình rồi. Anh á là một thằng bất tài, một thằng vô dụng. Đón xem Vực Thẳm Chiều Trôi phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh SCTV 11 kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2021.